mình chỉ đây á, mình tao có cái tâm quan niệm là gì, tao là ở người nước ngoài, tao về Việt Nam tao chơi và tao làm giấy tờ, thế thì tao chỉ phản biện lại hoặc tao nói lại những cái kẻ ở nước ngoài chống phá Việt Nam mà thôi, ngoài ra chuyện trong nước tao không có xía vô, ngoài ra tao biết gì tao biết tao không thể nói, bởi vì khi mình nói á, nó sẽ có những cái hai cái thái trường phái khác nhau. Một là người trong nước họ yêu mình, họ yêu thương mình thì không nói làm gì, mà họ ghét mình, họ chửi mình. Mày là một cái thằng nước ngoài mà về, tao bây giờ tao hợp pháp rồi, tao không có cái tiếng chửi, nhưng có nhiều thằng hồi xưa tao chưa làm. Mày là một cái thằng người Mỹ biết nói tiếng Việt, đúng chưa? Chứ ngoài ra mày đâu có chứng minh được mày là người Việt. Nhưng bây giờ tao chứng minh được rồi, tao có thể công dân tao nước chứng minh được rồi, nhưng hồi xưa cách đây về trước thà tao không chứng minh được, chứ bây giờ chứng minh được rồi, có là có hộ khẩu, có nhà, có cửa, có chứng minh căn cứ đầy đủ rau, có thể bây giờ thì được, nhưng hồi xưa thì không được. Nó nói câu này, mày là một thằng Mỹ biết nói tiếng Việt, mày biết một mẹ ở Việt Nam mày nói, đúng không? Nó chửi rồi, nó cứ đòi được coi rồi cái rồi nó còn nói mày coi vậy, tại sao một đất nước như vậy một năm bao nhiêu triệu kiều bào về, đâu phải riêng mình mày, mà tại sao người ta không chửi mà ta chửi mày? Cái đồ mình cũng ớ ra đại khái là vậy. Nói chung là cái gì bởi mình kinh nghiệm ở chỗ là cái gì mình biết là mình nói, nhưng bây giờ tao được quyền nói rồi đó, bây giờ tao được quyền nói người chuyện trong nước rồi đó. Nhưng mà tại vì chuyện trong nước thì cái thời gian mà tao ở đây nó quá ngắn so với những người trong nước, người ta ở đây cả đời, còn tao giờ mới có mấy tháng thì tao biết được. Cho nên vì đó mình không bàn tới là cái gì mình đáng nói thì nói, cái nào không đáng nói thì không nói, thế thôi. Mình nói chung là nói thế thôi, chứ là người Việt ai cũng yêu quê hương, ai cũng hướng về quê hương, và hầu như con thấy những người đi nước ngoài họ đều về hết rồi. Đúng rồi, họ về chơi, về thăm gia đình, về thăm thân nhân, rồi họ quay lại họ lại làm việc tốt hơn nữa, siêng năng hơn nữa, để gì? Để tích góp thêm tiền để lần sau được về Việt Nam chơi. Việt Nam ta thì cũng không phải là được hiện đại như nước Mỹ, nhưng không tệ như người ta nói xấu đâu. Đúng rồi, cũng không phải như ông ngày xưa có ông gì mà mất rồi đó, ông Vũ Huynh Trưởng về chú Ngô Kỳ. Bây giờ cũng vậy thôi, bây giờ nó vẫn còn những cái đài đó đã đó. Người là mình gọi là nói là ở Việt Nam là gì, cộng sản là không có ăn, rồi là nghèo nàn lạc hậu, rồi là nói chung là không có cái thứ, những cái từ mỹ, những cái từ ngữ không mà có bị từ gì mà để cho Việt Nam yên hết trơn rồi. Những đó, từ xấu nhất á, tao thì tao phản biện mấy chỗ đó thôi. Từ ngữ xấu nhất là con thấy mấy ông mở mồm ra là nói chung là nói về đất nước thì nó quá tệ hại, nhưng mà chắc có lẽ cũng phải dăm, còn dăm bảy người nói thôi, còn hầu như mấy triệu người họ về hết rồi. Họ về thăm quê để con cháu nói là những đứa nhỏ không về nói một cách khác là chúng nó đang đi kiếm tiền thôi, kiếm tiền YouTube thôi, bởi vì không có cái gì dễ dàng chứ bằng kiếm tiền YouTube mà được nhiều người vô coi á. Bởi vì nó nghe ví dụ như là 100 subscribe á, thì trong đó 100 ngàn hết 50 ngàn mẹ nó, người ta hiếu kỳ để vô ta coi thôi, hiểu không? Cái không phải của mẹ đâu, nhưng mà thường thường cái bây giờ giữa cái tiếng nói nó đạt lỏng rồi, cái hở ra nào là an sinh xã hội giấc, nó không nói mình là chính trị hay lớn lao mà chỉ nói vậy, rồi Việt Nam rồi gì theo trào cộng, rồi cái trời nó làm những cái chuyện rùi bu, còn là chuyện bá lát không mà mình cũng không buồn nghe nữa, mà tao mấy cái vụ tao thì nghe, bởi vì Việt Nam đã chứng minh rồi, mình không cần phải người trong nước hiểu được rồi, còn tất cả những cuộc sống ở nước ngoài như thế nào bản chất đó, là mình có thể nói là mình có nói thẳng luôn, đất nước tôi còn nghèo đứng thứ hai mấy thế giới mà, thứ 30, top 30 thôi. Mà nếu mà xét bây giờ tính đủ GDP Việt Nam top 20 chứ không phải 30 đâu chú. Biết bây giờ đúng không? Tính hết mình cũng top 20 à? Ta nói rồi, ta có ôm, ta phải ôm sổ hộ nghèo. Ừ. Ôm càng lâu càng tốt. Thế thì thôi. Mình chắc chắn là về an sinh xã hội á, chắc chắn mình bằng Mỹ đi. Tôi cũng nói cái nào bằng Mỹ đâu. Mình không. Số cái vị trí đâu. Mày thì nói vậy nhưng mà tao chắc chắn như mày là hơn Mỹ xa lắm. Hơn lớn xa lắm, thấy tụi nó khép ở nước Mỹ là không, không ai không ai mà như Việt Nam cả. Thứ nhất là chi phí về bảo hiểm y tế quá rẻ, nó rẻ rồi nó quá rẻ đúng quá không rẻ, có 930 ngàn một năm, đúng rồi một năm nha, mà bàn bạc ai cũng mua được nha, đúng rồi toàn dân, tức là cái đó là những đó là những người ở đồng bằng nha, những người còn ở những miền cao, ở miền dân người dân tộc miền núi, miền núi là coi như biển 100% phát cái thẻ rồi tên nghèo, phải thể. Đó mày thấy rõ ràng chưa, thấy ưu việt à. Còn bên Mỹ anh đi làm là anh phải mua bảo hiểm, và không ai không mua bảo hiểm, và bảo hiểm mày nói như tao á, tao về như tao á, như vậy là 200 một tháng, như vậy là 250 mấy, gần 300 đô một tháng, mày tính đi 6 triệu đồng một tháng mà dân 12 tháng là bao nhiêu, trong khi đó đây tao mua một năm có 946 ngàn, chưa được 50 đô, nào rẻ hơn đây
dịch vụ ở y tế ở Việt Nam cũng tuyệt vời luôn. Đúng, về y tế đây thì con sống đây mấy 25 năm ở Sài Gòn thì con nói là quá tuyệt vời. Thì bữa con anh có tiền, anh đi mua cái cao bảo hiểm nó cao hơn khoảng 3-4 triệu đi, kiểu vậy là đế dư. Con đây là bảo hiểm 100%, 80% của công ty, và con mua thêm một cái bảo hiểm Prudential nữa. Là có hai bảo hiểm nên là con được sử dụng bất kỳ bệnh viện nào ở đây. Kể cả bệnh viện quốc tế luôn. Sướng lắm. Thì như vậy bảo hiểm của Prudential thì 1 tháng 1 triệu, 52 triệu. Còn như con làm giám đốc công ty thì đương nhiên là con đóng bảo hiểm thì cái đó 80% rồi. Là con được, có như con là được toàn phần. À, thì nếu mà tính tháng triệu thì cũng nó quá rẻ chú. Năm cũng 12 triệu nữa. Tại vì ghét là cái điều là tụi nó không so sánh với ai mà nó có toàn là sánh với Mỹ không. Mà mày phải hiểu một cái điều là Mỹ nó tiên mà. Đất nước Việt Nam mình phục hồi sau chiến tranh, nói cho cùng thì chưa được 30 năm, mới cả mấy năm thôi. 20 năm thôi. 20 mấy năm mà nó được như vậy mà thấy rất tuyệt vời, nó gọi là quá tuyệt vời đúng không? Thậm chí coi như là những người ngoại giao quốc tế, những người mà có tiếng nói trọng lượng trên nhiều quốc hội mới ngạc nhiên một cái điều là một cái sự phục hồi một cách mạnh mẽ. Tổng bí thư và, Liên Hợp Quốc đó. Mạnh mẽ mà đến độ mà cả thế giới đều ngạc nhiên. Chứ nó không phải đơn giản như mà ghi mày đâu. Đây nè, rồi xong rồi bây giờ mày quay lại, mình quay chút xíu đi. Mình quay lại cái vấn đề Nga và Ukraine. Nếu mà qua cái trận chiến này ta không cần biết hiệp định hay là ký kết ngưng bắn cái là hòa bình chứ này. Nội cái thằng Ukraine không, 50 năm sau phục hồi chưa được như cái tình trạng cũ. 50 năm sau. Mày thấy chưa? Đó là cái dài, đó là cái dài. Có nhiều phương hướng không để xảy ra chiến tranh để dân nó khổ, mà thôi cái chuyện lớn quá, cái chuyện là chính trị thế giới mình không bàn tới. Đó là mình chỉ nói là cái gì là họ không khôn. Cái đất nước không có một cái lãnh tụ vĩ đại. Nếu mà có bên lãnh tụ vĩ đại giống như Bác Hồ nhà ta thì Ukraine đâu có đến nỗi tệ tàn nát. Giàu nhất châu Âu luôn. Đúng chưa? Nó có đồng gấp đôi nước Đức mà. Sau khi mà Liên Xô tan rã, đây nè, sau khi Liên Xô tan rã, tôi nói cái này đúng hay là không? Thì Ukraine hưởng được rất là nhiều lợi thế về vấn đề quốc phòng, về kinh tế, về nông nghiệp. Đầy đủ. Đầy đủ luôn. Đứng thứ năm về trên thế giới. Ghê chưa? Nhưng mà không làm gì hết. Lo chống không phải lo còn lo đi nhờ vậy cái chân thì không đứng lên nổi, có nghĩa là không đứng lên bằng đôi chân của mình mà toàn đi nhờ bả không. Không tự cương. Đó, tự thì làm giờ bây giờ nó mới là vậy đó. Không tự cương giống như Biden mà đừng nói là Việt Nam đấy. Việt Nam có là, thôi, mình chẳng có bàn cái gì Việt Nam tự cương đấy. Và tương lai theo số mà không theo tao á, cái cá nhân mà chất phát ra những cá nhân nông dân của tao tiên đoán. Không sớm thời bộ thì cũng một ngày gần đây là coi như là đầu hàng thôi. Đầu hàng thôi, biết làm gì giờ. Mình giờ không ủng hộ chiến tranh nha. Mình không ủng hộ chiến tranh. Rõ ràng tao với lại mày là một bà từ ngày xưa. Cách đây năm mà tao đã nói trên cái thằng Việt Vision rồi. Có nghĩa là như vậy, mình không ủng hộ chiến tranh là bởi vì sao? Hai người đó ngày xưa tao nhớ mà, hồi xưa tao nhà quá động thì tao còn nhớ mà. Chuyên gia Liên Xô và chuyên gia Ukraine đã qua Việt Nam mình trong lúc thời gian mình bị cấm vận, chỉ có hai nước đó giúp đỡ mà thôi. Đó là hồi xưa còn liên bang xưa có biết á, làm những cái đập thủy điện, mình nhớ cái đập sông Đà, rồi với thủy điện của ở miền Bắc, rồi thủy điện những gì, thậm chí ở trong Nam gọi là Hòa Bình, nói chung là gì đó. Thế đấy đấy gì? Chứng cứ mà cái sự giúp đỡ của họ vẫn còn hiện những cái mắt này. Thì đương nhiên là hai người là hơn cơ, thì ta không bàn cãi. Ta không bàn cãi về cái đó, mà tao chỉ bàn là tao chỉ lấy làm tiếc rằng anh chàng Ukraine đã có một vị tổng thống cực kỳ ấu kỹ, cực kỳ đần độn và cực kỳ ngu. Đưa đất nước mình vào chiến tranh, bất kể ai là gì, là những người đó đều có tội với người dân. Nó là nó nói một cách chính xác là như vậy. Đó. Còn cái chuyện mà bên ai bên kia thì Văn Chu Phan ơi, em lên không được ở lý do tài này, anh đang xài cái anh xài cái Gojek nè, anh không có xài cái cắm á, cho nên ra em lên em nói chuyện anh nghe không có được. Chú Công nè, bây giờ chào ấy nha, chào chú Phan nha, rồi chào Đặng Liệt. Cái quan điểm có thế này này, bây giờ mình đổ thừa cho Zelensky thế thì cũng chứ chắc là phải, mà nó có nguồn gốc của nó, tức là để nguồn gốc sâu xa là đảng phái đa đảng kể từ năm 1991 sau chiến tranh lạnh.
thì Liên Xô tan rã và có nhiều nước được tách ra từ trong thành trong khối SSG gì đấy, tức là trong Xô Viết đã tách ra nhiều nước, đặc biệt là có Belarus, rồi Ukraine, rồi là có một số nước như Kazakhstan rồi đó, rồi là một số nước ở đây là mình mày nói vậy, mày nói vậy thì cũng đúng rồi mà tao thêm chút xíu nữa là ở đây nó có cái sự phân hóa và cái bàn tay của phương Tây nhúng vào. Thì con phân tích cái đó đó, chắc chắn không phân tích, mình chỉ nói sơ sơ thôi, phân tích cái đó mẹ tới chịu ai nội ông nội nghe. Em cắt từ hay biết là ở Ukraine nó có những cái phòng thí nghiệm về vấn đề sinh học ở tại đặt tại Ukraine, và đứng sau lưng đó là anh chàng Mỹ nhà ta. Cái thứ hai nữa mình cũng phải biết rằng là tất cả những người tư bản Mỹ và giàu sụ đã mua hết đất ở Ukraine, là những cái đồng lúa, những cái đồng mà trồng lúa mì đó, đại khái như vậy đó, hình như là rất là nhiều, đại khái như vậy là có bàn tay từ cái thời năm ngoài năm 91 đã có bàn tay phương Tây đã quậy vào nó rồi, và họ cố tình chia năm xẻ bảy cái diện bùng dùng đất của thằng Ukraine để chi, để họ chống lấy thực lực để mà để chống Nga, thế thôi, đơn giản thôi. Và anh chàng Nga đã biết trước điều đó rồi, và anh chàng Nga ấp ủ là quýnh Ukraine cả hàng chục năm về trước mà, có nghĩa là họ đã chuẩn bị chiến tranh với Ukraine cách đây rất là lâu rồi, không mới đây đó, đơn thế giản là vậy thôi. Thầy chú này, chỉ con nói là đảng phái tham lam quyền lực tới bây giờ cũng còn rồi mà. Bây giờ đa đảng và Mỹ và phương Tây là kích động một đảng đối lập, kích động một đảng đối lập, và kết quả là một cái diễn biến hai kích động và diễn những vở diễn là dùng bằng cái phương pháp là chống Nga, chống kịch liệt, chống điên cuồng và có thể làm phim, và cuối cùng á mua chuộc lòng dân, mua chuộc lòng dân rồi là kích động lòng dân để chống Nga, điên cuồng, chỗ này là chống đến tột đỉnh. Dù và cuối cùng dù ra nó không bằng Việt Nam, dân tộc Việt Nam là dân tộc có cội nguồn, thử nghĩ đi. Ông tổng thống Zelensky á của Ukraine giờ không phải là người Ukraine, ông ấy là người Do Thái. Cho nên vì chỗ đó cái lòng tự tôn dân tộc không có, và bị các nước phương Tây vô vào để chia sẻ quyền lực, chia sẻ đất đai, chia sẻ đại khái dầu mỏ, nói chung là cái gì mà cái mà của Ukraine làm được đều chia hết. Thành ra bây giờ các nước phương Tây khi có cuộc chiến tranh xảy ra, các nước phương Tây đều ủng hộ Ukraine để cung cấp vũ khí, nguồn lực. Nhưng mà phải công nhận thằng Nga dữ quá, bao nhiêu tháng rồi, 2 năm rồi mà nó vẫn còn dồi dào sức mạnh quân sự, và các bên nước phương Tây cái điều kiệt quệ, và hầu như tất cả các nước đó họ không cung cấp vũ khí nữa, và họ bắt đầu họ dân chúng họ biểu tình rồi, là trong đầu Đức có, châu Âu rồi cũng có, cả kể cả Pháp cũng có, và họ lên án là tùm lum tùm la đất nước của họ đang ở, ví dụ vậy. Cái đó là mình có nói là thôi mình cũng không bàn, bởi cái chuyện đó là chính trị thế giới rồi, mình cũng không cần bàn. Không, ở đây nói chung chú này, châu Âu và Mỹ và một số nước tư bản hầu như để lấy làm chính trị thì đều là kích động một đảng nào đó để ma mì, để mua chuộc lòng dân, chẳng hạn như ông Donald Trump chỉ có cái việc là chống Trung Quốc thôi, ông lên làm tổng thống. Đúng rồi, nó buồn cười, ông chống Trung Quốc nhưng mà con gái ông là chủ tịch mười mấy cái công ty ở Trung Quốc. Rồi, vậy tiếp theo là thằng ông Zelensky làm phim, làm diễn hài chống Nga điên cuồng để lên làm tổng thống, có phải là tham lam chính trị không? Quá tham lam chứ, quá tham lam chính trị mà không học chính trị, không biết gì về chính trị. Làm chính trị không phải đơn giản, làm chính trị sai một ly đi một dặm, có phải như làm kinh tế sai rồi sai đi sửa làm lại. Chính bây giờ đó, bây giờ đó tư cách lãnh đạo cũng không có luôn, đi đâu cũng mặc quần xà lỏng áo thun, lên đó diễn đàn Liên Hiệp Quốc bất cứ đi đâu, tổng diện kiến vua bên Thụy Điển cũng vậy thôi, mà thậm chí báo chí bộ không còn quần áo nữa, ông bận à, phát ngôn không kịp chứ lên giữa Liên Hiệp Quốc bấy, một con người như vậy mà lên làm tổng thống của một cái đất nước, lèo lái con thuyền toàn đi xin không, từ ngày chiến tranh tới bây giờ toàn đi xin không, các anh không diễn trợ với tôi không xin được chửi. Còn như là như mình đấy có bộ chính trị muốn nói gì muốn làm gì phải có kiểm duyệt đàng hoàng, cho nó chặt một cái để thế giới nó bình vào đó, nó làm sùng lên.
đâu có được, lời nói đâu có sửa được, cho nên là phải có một cái hệ thống chính trị tài tình như để đi ra nước ngoài phát ngôn mà muốn nói cái gì đâu phải nói tùm lum được, nói người này ảnh hưởng người kia. Cái ở Việt Nam mình được cái bên như bây giờ toàn bộ những cái đầu mà lãnh đạo Việt Nam đang trải qua quá nhiều lần, quá nhiều cuộc chiến tranh từ Pháp, từ Nhật tới Mỹ, cũng như tới đây đâu, cả trăm năm nay cái kinh nghiệm về chính trị của Việt Nam mình nó quá nhiều, từ kẻ đối phó với Tàu, kẻ đối phó với Mỹ, từ và Nguyễn Thị Bình đó, Bình đang ngoại giao nói như đinh đóng cột, nói thật sức bây giờ câu nào ra câu đó, cái nhà ngoại giao ở trên thế giới thì điều lệ cả, mình phải công nhận cái điều đó. Bởi vì sao họ ung đúc một cái tiềm lực mà cái đầu của họ nó không đơn giản, nó thẳng là như vậy rồi, không đụng chạm với ai hết, nói chuẩn nó câu một như vậy cứ... nói từ châu từ chữ không thừa mà cũng không thiếu, vừa đủ rõ ràng. Còi tao nghe cái lời của Hòa Bình mà họp năm 1973 thì các ông kia hỏi tại làm sao không cho Việt Nam Cộng Hòa vào để mà, thì bà Bình nói đây không phải là một thực thể chủ quyền, đây là do Mỹ dựng lên, thành ra đây không có quyền vào ngồi bàn hội nghị. Nó thẳng là một câu như vậy, thì đó nàng đó bà nói như vậy. Và bây giờ mình hỏi lại, nếu mà anh nói anh là một quốc gia tại sao không vô bàn hội nghị ký? Đủ quốc gia kỳ vậy đúng không? Rõ ràng thì người ta đã không thừa nhận rồi, điều đó là ngày hiệp định 73 rồi, không bàn cãi gì nữa trên toàn bản. Bây giờ đó chú thấy không, lên giữa Liên Hiệp Quốc hoặc là đi phát ngôn không kiểm chứng, không phê duyệt gì cả, thích là nói đúng. Bây giờ bữa con thấy họp Liên Hiệp Quốc á, ông lên ông phát biểu gây có nhiều người bỏ ra khỏi phòng như chú. Đúng rồi, có là nói hầu à, được lòng người này bắt lòng người kia, từ cái lời nói mình cũng chia phe phái à. Nguy hiểm không đấy, như thế làm chính trị vậy thua rồi, thất bại liền ngay lập tức chứ không các bạn. Tao thấy thất bại từ lúc khi lên tổng thống là kìa, khi anh lấy một anh dàn diễn viên hài mà lên làm tổng thống là coi như anh đã thất bại, là bởi anh này anh không có kinh nghiệm về chính trị gì cả. Anh thấy không, đó giống giống như là bên nước Mỹ là có Donald Trump ấy. Ông ấy là chuyên gia bất động sản chỉ buôn bán thôi, ông lên ông làm theo kiểu ông là ông thích thì ông làm, ông thích sa thải thì ai phật lòng ông làm trầm luôn, ông không biết chính trị là gì cả, ông không hiểu gì cả. Thì có nhiều người cuồng ổng rồi quánh tàu này cuồng, đúng rồi cuồng cuồng, chỉ cần 50% quân là chết rồi. Trời, nhưng mà cuồng mà chuyện cuồng vô lý, có nghĩa là làm gì có cái chuyện mà đến tàu đó nữa. Tàu lao. Nói chung là các lãnh đạo thế giới khi lên ngôi đều dùng các chiêu thức, tức là nghiêng về một đảng nào đó và kích động một cái việc gì đấy. Đa số để Việt, lên chức lên ngôi. Ta nói thật, đa số người bên Mỹ á, những người cuồng Trump là điều mong muốn là Donald Trump nên đánh tàu cho tơi tả, nhưng mà làm gì có chuyện đó. Trời, không có chuyện đó. Đầu ngắn. Thôi bả tắm nhiều khi mình thì không rành về chính trị lắm, mình không đi sâu về chính trị lắm, nhưng mình thấy họ nó sao đó mình không hiểu rồi. Mới cái Ukraine nhỏ xíu quánh nhau đó, cả thế giới tới bơi tới tà tới mà sao đánh Trung Quốc được, một cái đất nước tỷ rưỡi dân vũ khí nguyên tử cả bằng mấy chuyện cả hàng ngàn quả, thấy mà chuyện tức cười đó, có nhiều người ngồi và ai đánh cào phím mà tưởng tượng đâu mình là vua của một cõi. Cuối cùng là gì, cấm vận kinh tế thì Trung Quốc nó tăng giá lên 25% thuế, dân chịu thôi, dân chịu chứ đâu gì, mà những cái sản phẩm nhập về đó thì cũng các nhà máy của Mỹ đang đặt nhà máy ở đó, nhiều nhà máy khổng lồ như ông Elon Musk rồi Tesla rồi Apple, nhiều hàng nghìn cái hàng của người Mỹ đầu tư bên đó, tức là gia công xong rồi mang về Mỹ bán á, gọi là xuất nhập siêu, nhưng mà cũng còn câu gì nữa, tại sao Việt Nam không thoát trung đi? Trời ơi, thằng Mỹ đế kìa thoát trung nổi không, kêu nó thoát trung trước đi, Việt Nam thoát trung xem sao. Cũng thằng Mỹ đế bây giờ phải qua bên Trung Quốc mà phải điều đình các cái đủ thứ chuyện trên bờ. Việt Nam thoát trung là ngu đó. Là bởi vì tôi nói là dọc đường biên phía bắc của Việt Nam mình là toàn bộ nông sản Việt Nam mình đều cung cấp cho Trung Quốc cả. Ta đã từng nói hôm trước rồi mà, chỉ một người Trung Quốc thôi mua một đồng một cái đinh thôi là Việt Nam tới 1 tỷ tư dân rồi. Mình nghĩ coi lợi nhuận bao nhiêu, kinh tế bao nhiêu không? Tỷ tư cái đinh thôi. Mình đang đi tìm khách hàng để bán được nhiều hàng hơn là tự nhiên. Tờ sướng thấy mẹ luôn. Cái thị trường Trung Quốc nó rất là dễ dãi, chứ đâu phải giống như Mỹ. Mỹ mới qua khâu kiểm định rồi quá chắc đủ thứ bao nhiêu, từ đây qua Mỹ xa ngàn dặm, thằng Trung Quốc đi bước chân qua đi tới, mà cái văn hóa của Trung Quốc giống như Trung Quốc của mình,
một trái thanh long hoặc là một trái nhãn, cái gì, cái bưởi, cái ổi, cái dưa hấu gì đó qua rẹt rồi xong bên kia nó quất ra liền. Nó đâu có còn, nó đâu có cần chứ không kiểu gì phải kiểm nghiệm, phải... Mấy, trời, mấy cái lão gia đó, nó làm vậy á, nó kích động vậy, nó khôn lắm. Nó làm cho mình không thoát để mình nghèo hơn. Là chống nó để gây ra chiến tranh thì nghèo đói, dạ, nghèo đói thì để tụi nó về lãnh đạo. Chỉ Việt Nam mình là gì không phải, để tao nói mày nghe, mấy thằng đó hất đầu nó buồn cười lắm. Khi nói câu đó đó, đi ra phía Bắc Hà Nội là dân mà nó quýnh mày cũng chết rồi. Tại vì cái đó là cái làm ăn của nó. Tao đã quen biết đứa cháu ở Lạng Sơn, ở gì đó là nó còn lái xe giao hàng bên Trung Quốc không. Nó còn hết chưa có hàng rồi, con nằm đây con đợi để cái gì con lấy hàng. Tất cả những cái vùng biên giới phía Bắc là hầu như là buôn bán bàn giao, nó chỉ đóng cửa thôi, là Việt Nam mình đem dưa hấu với lại thanh long đem đi đổ cho bò ăn không hết. Nó nặng mình vậy. Mà nhiều cứ tham lam vậy chứ, con nói cho tụi con đây ở Việt Nam thế. Con mỗi người sinh ra đều có một cái năng khiếu lên làm việc nha. Người có năng khiếu làm kinh tế, người thì có năng khiếu làm ra đời làm kinh doanh, người thì có năng khiếu chạy ô tô, người thì năng khiếu lái máy bay, còn người có năng khiếu làm ca sĩ. Nói một câu nữa nha, hay dạy người ta Việt Nam đánh giặc, đánh chống Trung Quốc cho nó khỏi dạy. Là bởi Việt Nam chống Trung Quốc đã tới 1000 năm rồi, không phải mới đây. Từ thời ông cha ta, từ thời Quang Trung, Nguyễn Huệ, Ngô Quyền, hai bà trước chúng là từ lâu rồi. Tới bây giờ, mày có thấy Việt Nam mất cụm đất nào chưa? Mày thấy Việt Nam mất cụm đất nào chưa? Mà 1000 năm nay rồi. Thì thật ra tụi bay đừng khỏi dạy, mệt lắm, nghe tụi bay chán.